rèn đối với tôi nó là đặc trưng của tháng 4. Cảm thấy cái tâm hồn nó thanh thản lắm, yêu cuộc sống này hơn rất nhiều. Tháng 4 là kèn mộng manh, khắp phố con đường quen. Cứ mỗi độ cuối tháng 3 đầu tháng 4, những con phố của Hà Nội lại được điểm tô sắc xanh, sắc trắng của những xe hoa la kèn. Mỗi năm chỉ có một vụ kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi. Thế nên với những người Hà Nội như bà Hồng, đây là loài hoa không thể bỏ lỡ. Mỗi tháng 4 về thì thủ đô Hà Nội khởi sắc một mùa hoa la kèn. Và tôi luôn yêu mến với cái sự trong trắng tinh khiết và vẻ đẹp thần khiết của hoa la kèn. Theo những người bán hoa, thời điểm này loa kèn chủ yếu là giống kèn ta, bông nhỏ và ngắn, nhưng khi nở, cánh hoa lại chuyển sang màu trắng muốt, tỏa hương thơm dịu dàng. Mùa hoa la kèn đến thì là rộ ấy, cô đi bán này vui lắm, chiều đến chiều tối là bán, người lao cũng 2, 3, 4, 5 bó, bán một lúc là hết đầy một xe luôn. Những người yêu hoa cũng không bỏ lỡ cơ hội lưu lại khoảnh khắc nên thơ của thủ đô trong mùa loa kèn, không chỉ ở những bức ảnh. Nghệ nhân Trần Thị Phương Nga đã đưa loài hoa này vào các tác phẩm bánh thạch 3D. Đây là một loài hoa yêu thích của mình nên là mình đã để tâm và quan sát rất kỹ để vẽ được cái loài hoa này vào trong bánh thạch 3D. Nó bao gồm cả những cái bông hoa kèn nở xòe ra hết rồi này, những cái bông nhìn nghiêng hoặc mới hé và những cái bông nụ, một cái vườn hoa loa kèn hoặc là một bó hoặc một lọ. Ngoài việc mình đã thể hiện được những cái vẻ đẹp của hoa loa kèn ở bên trong đấy, có thể thưởng thức được những cái bông hoa rất là xinh đẹp này, vừa có vị ngon này, vừa làm những cái món quà ý nghĩa trao tặng cho bạn bè và người thân. Là loài hoa giản dị mà thanh tao, từ lâu loa kèn đã đi vào thi ca nhạc họa, trở thành biểu tượng cho những ngày đầu hè của thủ đô. Để rồi những người phải lòng lại tìm nhiều cách khác nhau để lưu giữ nét hoa đặc biệt này.